Nhà vườn Vũ Tiến xin kính chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay nhà vườn Vũ Tiến quay một video về cây nho thân gỗ tứ quý. Hiện tại thì những cây này là đang có quả tại cây và những cây này đang có tại vườn. Và bà con hãy xem, đây là những quả nho thân gỗ tứ quý, hiện tại đang rất là nhiều quả. Đây, hình ảnh nhà vườn Vũ Tiến quay nên hoàn toàn là ảnh thật và video thực tế tại vườn. Đây mà bà con xem, đây là quả. Đấy, ra rất là nhiều và rất là sai. Lúc nào nó cũng ra như thế này. Và cái dòng này đang là dòng hot nhất trên thị trường. Đây bà con xem này, nhìn rất là sướng luôn ạ. Quả rất là sai. Đây, đây là dòng to. Đấy, đường kính gốc của nó là rơi vào khoảng từ 8 đến 9 phân. Đấy, rất là to luôn. Đấy, chiều cao của cây rơi vào khoảng là 2,5 m đến 3 m. Đấy, mời bà con xem này. Đây, cây này này. Đấy, chậu của nó thì đang là chậu 60 phân. Đấy, quả rất là nhiều luôn. Đây, mời bà con xem cái quả của nó này. Cực kỳ là đã mắt luôn. Đẹp như tranh vẽ. Đấy, rất là đẹp. Đây, cây này thì lại là đang ra quả non, quả xanh. Đấy, cứ hết lượt nọ này đến lượt kia. Đấy, mời bà con chiêm ngưỡng cây nho thân gỗ tứ quý rất là nhiều. Và nhà vườn bán giá rất là rẻ, giá tận gốc tại vườn cho bà con. Đấy, được. Dòng nho thân gỗ tứ quý nhà vườn Vũ Tiến rất nhiều luôn. Đấy, đây ạ. Quả sai chít chít đi cây. Hôm nay thì nhà vườn đầu tư một chiếc điện thoại để quay cho nó nét cho bà con xem. Đấy, nét đến từng cm. Đấy, đấy, có các cây to cây bé khác nhau. Các cây to cây bé khác nhau luôn. Đấy, cây này hôm trước là nhà vườn quay một lần rồi này. Cây hôm trước này, cây này vặt được khoảng tầm 6 cân. 6 cân quả là nhà vườn đã quay một lần rồi. Đấy, cây này thì cây tầm vừa vừa, nó bằng cổ tay. Đấy, nó cao khoảng tầm 2 m. Đấy. Còn đây là cũng hàng vừa vừa bằng cổ tay. Đây, thằng này nó đang ra quả này bà con này. Đấy, cây nó đang ra quả đây này. Đấy, quả đây trên cây luôn. Đấy, hôm nay nhà vườn Vũ Tiến sẽ review tất cả những dòng cây nho thân gỗ từ to đến nhỏ khác nhau. Đây, cái dòng này cũng ra quả rồi nhưng mà cái dòng này là dòng bé. Đây, cây thực tế nó cũng đang ra trái rồi. Cây này để cao 1,2 m. Đây các bà con xem này, trái nó đây này. Đấy, trái này đây, đang ra trái rồi. Cao 1,2 m nhé bà con nhé. Đang rất là nhiều quả luôn. Đấy, đây. Cây này thì cao 1,1 m này, cũng đang rất là nhiều quả. Đấy, quả rất nhiều luôn. Nó sẽ ra hoa ra quả quanh năm. Hôm nay bà con sẽ được biết về cây nho thân gỗ. Thì hiện nay trên thị trường có rất là nhiều đơn vị là bán lừa đảo cây nho thân gỗ là cây bằng lăng. Xong là họ cắt cụt cụt ngắn ngắn vào. Xong là họ cắm 1-2 quả nho thân gỗ thật lên. Xong là họ chạy quảng cáo họ bán. Thì cái bọn đấy là bọn lừa đảo, bọn vô nhân tính. Đấy, là lừa đảo cho bà con, rất là nhiều bà con bị lừa rồi. Nó ghi là nho thân gỗ bonsai đấy bà con nhá. Đấy, và lưu ý là cái lá cây bằng lăng nó cũng rất là giống cây nho thân gỗ luôn. Nhưng mà bà con phải tìm hiểu thật kỹ nhá. Và bà con tránh tình trạng mà nó lừa, nó cắm những cái cây, những cái quả mà những cái hoa nó cắm lên cái thân này, cái thân cây bằng lăng ấy, nó gần giống như cái cây nho thân gỗ này này, nó cắm quả lên. Đấy, thì bà con phải để ý nhá, những cây nó phải có cuống như này này, giật ra như này này thì là mới là thật nhá bà con nhá.
thế này, giật ra nó dai như thế này này. Đấy, thấy chưa? Bà con phải hết sức lưu ý. Nhưng mà bà con khi mà bà con biết được cây này thật đấy thì là nó cũng dễ thôi. Vì là bọn nó cắm vào, nó cắn gắn keo vào thì là mình rất dễ phát hiện ra. Bởi vì cái cây bằng lăng ấy thì cái vỏ nó rất là trơn. Vỏ nó trơn như kiểu vỏ cây ổi đấy. Nó không sần sùi hoa huyết như cái cây thân gỗ tứ quý này, thì bà con sẽ phân biệt được. Đấy, còn bây giờ là bọn nó lừa đảo rất nhiều luôn. Cây nho thân gỗ nó cắm mấy cái quả này, nó mua ở những nhà vườn như của em ấy, nó đến nó hái trộm quả xong nó về nó cắm vào, xong nó bán lừa. Cái bọn đấy nó rất dã man luôn bà con nhá. Thì bây giờ nhà vườn Vũ Tiến là cũng muốn chia sẻ để bà con biết được về cây nho thân gỗ. Đấy. Và cái cây bằng lăng ấy, đặc điểm của nó đấy thì là nó có rất là nhiều gai. Còn cây nho thân gỗ thì không. Đấy, trước đây thì nó lừa cây giống là cây nguyệt quế. Còn bây giờ thì nó lừa thành cây bằng lăng là cây bonsai. Đấy, bà con lưu ý, hết sức lưu ý cẩn thận. Bây giờ lừa đảo rất là nhiều. Đây, cái lá của nho thân gỗ tứ quý đây thì là nó khác hoàn toàn. Để bà con xem chi tiết nhá. Đấy, là nó to, dày và cân xứng hai bên. Đấy. Đấy, bà con lưu ý, bây giờ lừa đảo rất là nhiều, bà con phải tìm những nơi uy tín, chất lượng thì bà con đã mua. Thì do thời lượng video có hạn thì bà con có nhu cầu mua cây nho thân gỗ tứ quý, bà con hãy liên hệ cho nhà vườn qua số 0388 744 666. Nhà vườn Vũ Tiến xin nhắc lại là số 0388 744 666. Nhà vườn Vũ Tiến sẽ kết bạn Zalo với bà con và gửi hình ảnh cây thực tế cho bà con. Là số điện thoại là 0388 744 666 bà con nhé. Cảm ơn bà con.